Xin chào mọi người, mình là Lừa Đảo. Ok. Có một anh giáo YouTuber tố giác mình là ăn mày. Wow, có cái câu đẹp. Ha 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 ha. Ba anh em không. Nam anh em quen biết với nhau chơi nhau thì có một ngày nào đó mình bảo ở đất mình có ra một cái đồng DB khoai là cái đầu ha nhân. Vui không? Không. À mình thành vũ liễm không có vui thì nó xảy ra. Đúng là chơi chơi thì mình muốn nhấn mạnh một điều, ai đúng ai sai thì tất cả các bạn là cái câu đẹp. Ha 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 ha. Ba anh em không. Nam anh em quen biết với nhau chơi nhau thì có một ngày nào đó mình bảo viên cáo là Miami, đây là một mông dốt.